Hey, xin thưa bà con cô bác, mời bà con cô bác uống với ba mẹ cô ly cà phê chú Long nha, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngon quá. Ba mẹ cô phải dặn bỏ đá nhiều bà con. Cái lần trước á, mấy cái ly làm sẵn á, uống vô nó không có một chút cái chú lạnh gì hết. Hôm nay phải dặn. Rồi, đây là một người đi du lịch chuẩn bị về nước, về chắc này ở ngoài Bắc. Giờ đi ra sân bay. Thì xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ cô đang đứng đây trước khách sạn Oscar rồi bà. Oscar Sài Gòn. Đang có buffet trưa 240, rồi buffet tối 350, buffet ba miền. Rồi, thì ba mẹ cậu thấy có một cái tin này cũng đáng để mình phải đọc này cho bà con có bác nghe nè. Thứ nhất là xử lý lấn chiếm lòng lề đường ở thành phố Hồ Chí Minh ra quân rầm rộ, khi đoàn đi về thì đâu lại vào đấy. Thì ba mẹ cậu thấy có một cái đại biểu có một đại biểu là Lê Minh Đức đó bà con, phó ban pháp chế của Hội đồng Nhân dân thành phố, bày tỏ lo ngại khi thời gian qua thành phố đã ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè nhưng chưa mang lại hiệu quả. Ra quân rầm rộ mạnh mẽ nhưng khi đoàn ra quân đi về thì đâu lại vào đấy, khiến người dân rất bức xúc. Ông Đức nói rằng cho rằng công tác thì cần tính đến giải pháp căn cơ, tránh làm theo hình thức phong trào. Thì thật sự ba mấy cậu đi quay nhiều, ba mấy cậu thấy bà con có thấy không, cứ đi qua cái kéo ra, đi qua cái kéo qua, giống như trò chơi mà mày bắt chuột ấy. Chính bản thân ba mấy cậu đi quay phim mà ba mấy cậu còn thấy sao sao quá thì đó, ba mấy đại biểu này cũng nói nè, mong muốn mọi người dân tích cực chia sẻ hình ảnh camera để cơ quan chức năng có cơ sở xử phạt răn đe các đối tượng vi phạm, đồng thời các hộ kinh doanh cũng phải ký cam kết thể hiện sự văn minh đô thị. Thì bên đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với các hành vi vi phạm lòng lề đường, hiện nay thành phố đã có hệ thống giám sát an ninh đô thị. Các quận huyện đều có hệ thống camera xã hội hóa, đồng thời thành phố cũng đã có tổng đài 1022 để người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Thành phố cũng xây dựng đề án tích hợp các camera, thời gian tới có thể tăng cường xử lý về vi phạm lòng lề đường. Đó, thì cái này là chỉ có cái này thôi, nhưng mà xin thưa bà con bác, sau khi mà gắn camera thì không biết có phạt được hay không đây. Tại vì dân nghèo không à, dân nghèo, dân lao động không à, thì không biết có cơ sở gì mà để. Rồi ngoài ra là cũng có một đại biểu nói về cái vấn đề mà hiện nay tình trạng chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đã giảm, nhưng vẫn còn hiện tượng trẻ em đi múa xiếc ở các hàng quán tụ điểm. Thì xin thưa bà con bắt tối, bà con bắt ra ngay chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ đây nè, thì bà con bác cũng sẽ thấy, trời ơi, ra đây thổi lửa quá trời luôn rồi, múa xiếc. Thì theo Trung tâm Bảo trợ Xã hội á, hay là theo gì đây, ông Lâm này, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội nói á, thì Trung tâm Bảo trợ Xã hội đã phối hợp với chính quyền các địa phương trao đổi cụ thể, và sắp tới đây sẽ triển khai theo dõi để kiểm soát, tiến tới chấm dứt tình trạng chăn dắt trẻ em. Đó, xin thưa bà con vác lại là cái vấn đề này nóng. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe để cùng với ba mẹ cô đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay nha. Ôi trời. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 12 tháng 7 2023, bây giờ là 12 giờ trưa rồi bà con, đúng không? Đúng 12 giờ trưa luôn, giờ ngọ rồi bà con. Ba mẹ cô đang có mặt ở đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nè bà con. Thì hôm nay là ba mẹ cô đọc báo thấy tin. Có một cái tin, hai cái tin nổi trội ha. Thứ nhất là vấn đề mà lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, cứ ra quân, quân mà đi ngang qua rồi thì bắt đầu là cứ bày binh bố trận lại, cứ chơi giống như trò chơi cuộc bắt vậy đó.
Thì sắp tới đây là ba mẹ thấy có vẻ như là thành phố bắt đầu là đã lên phương án kế hoạch là bắt đầu là sẽ xử phạt bằng cách là truy xuất camera nha, hình ảnh nha, để lấy bằng chứng nha bà con. Không có chuyện mà rằng quân đi qua cái xong rồi kéo ra lại, cái chuyện đó chuyện rất là kỳ cục lắm, khiến người dân bức xúc lắm bà con. Tại vì cuối cùng cũng đâu vào đấy có mặt này xong có đi qua đâu vào đấy thì cũng như không. Tại vì thành phố các cơ địa phương đâu có thể nào mà cắt cử một cái đoàn người mà gần cả mấy chục người mà đối ngày cứ đi canh cái chuyện mà lòng đầy đường vậy. Họ còn có nhiều nhiều việc khác phải làm chứ các bà con. Thì sắp tới đây ba mẹ còn hy vọng để coi có giải quyết được cái vấn đề này không, văn minh, gọi là văn minh đô thị. Còn ngoài ra thêm một cái vấn đề nữa đó là vấn đề chăn dắt. Hiện tại bây giờ Sài Gòn xuất hiện cái chuyện nó chăn dắt nhiều lắm bà con. Và cuối cùng là có nhiều người cứ nói là Sài Gòn này họ Sài Gòn họ kia nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Thì sắp tới đây là bên Sở Lao động Thương binh Xã hội người ta cũng đã nói đó, đã phối hợp với các ngành địa phương cụ thể rồi đó. Sắp tới đây là sẽ triệt để là coi như là trên địa bàn Sài Gòn sẽ không còn có vấn đề mà chăn dắt trẻ em mà đi lang thang, đi xin tiền, đi mua xiếc, đi thổi lửa đó nha bà con. Đánh vô cái lòng thương cảm của người dân Sài Gòn đó để trục lợi. Rồi con đường này là con đường Lê Lợi nè bà con. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày xưa bên tay phải ba mẹ cầu đây là nhà hàng Kim Sơn nè bà con. Ở trên đó là vũ trường Mồng Lai. Bên tay trái này xưa là có rạp Vĩnh Lợi nè, bây giờ nó là Sài Gòn Que rồi. Rồi kế bên nữa là đó là cái nhà hàng Thanh Bạch. Rồi kế bên nữa là bệnh viện Đô Thành. Kế bên nữa đó là Phố Lê Văn Khe. Rồi bên đây là chợ Bến Thành rồi con. Đây là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành bây giờ đông đúc lắm rồi con. Người dân buôn bán giờ cũng được rồi. Khách du lịch nước ngoài hầu như ai cũng phải đổ về chợ Bến Thành hết. Con đường bên tay phải này đường Lưu Văn Lan nè. Đường Lưu Văn Lan này hồi xưa là đường Tạ Thu Thâu chuyên bán vải rồi đó. Này là gửi xe chợ Bến Thành. Hình như là bây giờ là phải cài cái app gì đó để đăng ký. Rồi đường này đường Lê Khánh Tôn. Đây là cửa Bắc chợ Bến Thành. Bà con bác thấy không, khách nước ngoài rất là nhiều. Trời hôm nay 12 giờ trưa mà nó không có nắng, đỡ ghê á, ba mẹ còn đỡ bị nắng. Ba mươi gò quẹo qua đây. Ở đây là Hà Tâm nè bà con, Hà Tâm Mai Dân. Đây là những cái tiệm mà đổi đô la, nổi tiếng ở chợ Bến Thành. Hai cái tiệm này đại lý thu đổi ngoại tệ. Ở đây là cái con đường. Đây là cửa Nam chợ Bến Thành. Khu vực này bây giờ người dân ta tập trung ở đây nhiều lắm. Shop này bán kiếm, bán đồ, shop Kim Dung. Nhìn trực tiếp qua kia đó là bệnh viện Đô Thành đó bà con.
bớt cảnh sát Lê Văn Khen này thì bây giờ không có, nó cũng là thuộc về bệnh viện Sài Gòn luôn. Đây là cái giếng trời của cái metro nè bà con, Bến Thành Suối Tiên. Hình như là nó gần sắp xong rồi đây nè. Bên đây hồi xưa là có cái máy may Sinco nè bà con, có cái máy may trên nóc nhà nữa. Còn ở chỗ này hồi xưa đó là vũ trường Kim Sơn. Nơi đây là cái ca sĩ vũ nữ Hồng Dung bị tạt axit đó bà con, là ngay tại đây nè. Và tiệm McDonald này là tiệm McDonald thứ hai ở Sài Gòn. Mà bên Jumbo kia kìa bà con, hồi xưa nơi đó đó là tòa hành chánh quận Nhì. Bên đây là nhà của ông Nguyễn Văn Hảo. Ông Nguyễn Văn Hảo này hồi xưa ba mày còn nhớ không, làm hình như ổng cũng từng là tổng trưởng hay là phó thủ tướng đó bà con. Ông Nguyễn Văn Hảo này nè. Những ngày cuối cùng 34 năm 1985, ông Nguyễn Văn Hảo này ổng cũng lọt vô chính phủ luôn á, nghĩa là tham gia hành chánh, tham gia chính quyền luôn. Ca super. Bây giờ ở đây là đóng kính cửa, đóng kính cao tường rồi, không còn một chiếc siêu xe nào hết, khủng khiếp dữ vậy á. Ở đời quá ha, lên voi xuống chó. Bên đây là như là rạp Đại Nam. Trường âm Telemen nè. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Thái Học với Trần Đạo. Đường Nguyễn Thái Học này hồi xưa thời Pháp đó con mang tên là chợ đuổi. Đường này đường Bùi Viện nè. Bên đây là rạp Công Nhân. Rạp này là hồi xưa là rạp Nguyễn Văn Hảo nè bà con. Bên kia là nhà thờ Tin Lành. Bên đây là hồi xưa là cái khu ở của công tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó bà con. Và bên tay phải đây là hồi xưa là xưởng đúc của Nguyễn Văn Dụng nè bà con. Cái xưởng đúc của ổng nè, nhà của ổng kế bên nè. Bây giờ bà con có thấy vẫn còn cái chữ Dụng không? Đó. Hồi xưa nhà của ổng tới 3 căn lượng nha bà con, 3 căn luôn, bây giờ đập 2 căn kia bán người ta làm cái khác rồi. Rồi đây là tòa nhà Hưng Động của ông Nguyễn Thành Niệm nè. Kế bên là cái đập Hưng Đạo của ổng luôn. Rồi bên tay trái này hồi xưa là có trường Tân Khoa. Rồi có cây xăng nè. Ngay đây rồi đó, ngay chỗ cái công viên này, ngay đây nè có cái cây xăng nữa nè. Đó. Rồi bên đây là cái sân trường Patin. Rồi bệnh viện răng hàm mặt này á, là hồi đó nó là bệnh viện hải quân của Mỹ, sau này đổi lại là bệnh viện dã chiến. Rồi cái tòa nhà cư xá này ba mày còn không biết rồi, nhưng mà tòa nhà bên đây người ta gọi là tòa nhà Hưng Đạo 2 của Nguyễn Thành Niệm, không cho quân cảnh Mỹ thuê đó bà con. Đường Hậu Hớn hồi xưa là đường Quỳnh Quang Tiên.
pin con ó đen nè, Pinaco. Cái nhà hàng lẩu cù con vui vẻ. Ôi cha, đây chắc có lẽ là nhà hàng lẩu cù đầu tiên ở Việt Nam nè bà con. Thịt cù, xin thưa bà con cô bác, bà mày còn bên Úc á, bà mày còn thịt cù nhiều lắm. Ở bên Úc á cù nhiều lắm nha bà con. Ở Việt Nam này đây mới hiếm nè, để bữa nào ba mẹ cậu dẫn mấy mẹ con nó ra đây ăn. Ăn thử. Rồi, nhưng mà bà con có bác biết không, sau năm 1975 á, cái thời mà thời bao cấp đó bà con. Cái tay căn nhà này nè, là cái nơi mà cái dân vòng vòng khu vực này là xếp hàng lấy phiếu gạo đó bà con. À, còn nhìn qua bên đây nè. À, giờ lố qua chút xíu rồi, lố lại là căn hồi xưa có bánh mì Nguyễn Ngọ nè. Còn nhà của bà Bầu Thơ là ở đây nè. À. Còn bên đây là tiệm Hán Toàn. Còn bên kia là khách sạn Ritz. À. Trước năm 1975 á, thì bên đó là cái phòng trà Ritz đó bà con. À. Rồi hồi xưa cái cổng của công ty lương thực miền Nam là đi cái cổng bên đây nè. À. Còn cái tòa nhà building, cái chung cư đó là của ông người Trà. Toàn bộ cái khu đất này hồi xưa trước năm 1975 là của ổng á. À, ổng xây cái building đó đó, ổng cho người ta thuê. Bên trong đó nó giống như cái chung cư vậy đó. Rồi sau năm 75 cái ổng đi đâu mất tiêu không biết. Thì nói chung là đất đó là đất sau năm 75 thì đất vô chủ. Thành thử là nhà nước trưng dụng để làm tổng công ty lương thực miền Nam. Ở đây là trường tiểu học Trịnh Đạo nè bà con. Trường này hồi xưa trước năm 75 nó tên là trường tiểu học Cầu Kho. Đây là bốt công lộ nè, hẻm công lộ nè. Hồi xưa ngay cái con đường này đã có con đường đi vô nè bà con. Nó đi vô người ta gọi là hồ tắm sở cứu quả. Đó, đây cái con đường này nè, hồ tắm sở cứu quả. Bây giờ ba mẹ còn thấy hồ tắm vẫn còn nè. À, nhưng mà cái cổng chính thì bây giờ xây lại rồi. À. Rồi qua bên đây là hẻm này, hẻm số 4 nè. Nhà sách Xuân Thu về từ Đồng Khởi về nè. Đó, hẻm này hẻm số 4. Đây là nhà hàng Đen. Nhà hàng Đen này là mấy chục năm về trước nó nổi tiếng lắm nha bà con. Đó, nhắc tới nhà hàng Đen là dân Sài Gòn Chợ Lớn ai cũng biết luôn á. Nhà hàng Đen này nè. Mà sau bao nhiêu mấy chục năm trời giờ bỏ trống vậy đó. Không làm gì hết bà con. Mà bỏ trống chơi vậy đó. Uổng ghê luôn á. Chắc cũng liên quan về vấn đề pháp lý hay gì đó. Chứ bỏ trống là uổng thiệt luôn á. Giờ mà nó cho thuê cái giá rẻ người ta vô ta đầu tư liền á chứ. Còn à, bên đây phải ba mươi cầu đây á, bây giờ là công an thành phố. Hồi xưa trước năm 75 đó là nha đô thành Sài Gòn. Rồi ở đây có một cái building nè bà con, bỏ cũng mấy chục năm rồi đó bà con. À, bỏ trống cái gì đó, uổng phí lắm. Rồi mình đi tới đây là ngã tư chợ Năng Si. À đây là ngã tư chợ Năng Si. Quẹo tay trái là mình đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Xin thưa bà con bác, hồi xưa quẹo trái đó là chợ Năng Si với bà con. Đường trùng cuối đường đó có cái bến đò, người ta gọi là bến đò Năng Si, để đi qua bên kia cái mé Bình 8. Còn đây là đường Nguyễn Văn Cừ nè. Đường Nguyễn Văn Cừ này hồi đó nó là đường, nó là gì ta, hồi đó nó là đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa, đường bên kia cũng là đường Cộng Hòa luôn, mà thời Pháp thì con đường này nó mang tên là đường Năng Si, cho nên nó mới có ngã tư Năng Si là vậy. Ở đây hơi lâu nhưng mà không kệ, không sao, mình đang đứng chỗ mát cũng không sao. À,
bên tay trái và mấy đây là rạp lao động nè bà con, lao động A và lao động B. Nơi đây cái rạp này năm 1978 á, là nơi đây có diễn ra một cái vụ mà đánh bom chết người luôn nha bà con. Lúc đó là cái đoàn của nghệ sĩ Thanh Nga diễn cái tuồng mà tiếng trống Mê Linh đó, ghê lắm. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào đã chưa chứng kiến cái vụ đó hay không. Hình như năm 7 mấy 30 cậu nhớ, nhưng mà khoảng năm 77 78 gì đó, ghê lắm, chấn động luôn á. Còn đây nè, cái chỗ tiệm Highland đó bà con. Hồi xưa đó là cái rạp Văn Cập, nhưng mà rạp Văn Cập chỉ trong thời gian ngắn thôi. Sau này đây đó là cái cửa hàng bán xe. Đây cây xăng, hồi đó cũng là cây xăng. Và bên tay trái này là viện ký sinh trùng luôn. Rồi bên tay phải này là có cái lăng mộ nè bà con, cái mộ của ông Trùm, ông Trùm họ Đạo chủ quán. Còn đây là có lăng mộ của ông Bê Chúa Ký nè bà con. Ồ, ông Bê Chúa Ký này rất là giỏi nha bà con, Bê Chúa Trương Vĩnh Ký. Đây, cái nơi yên nghỉ của ông ở đây. Ông là người dòng ở dưới góc cái mơn Chợ Lách đó, ở dưới Bến Tre bà con. Hồi xưa mà các cha mà truyền, trước khi mà đi truyền giáo bà con, là đều về tập trung về dưới cái mơn đó bà con, để học tiếng Việt. Học xong tiếng Việt rồi bắt đầu các cha mới đi truyền đạo. Rồi bên tay phải bà Michael đây nè, nó là hồi xưa nó là bộ tổng tham mưu đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bà con. Thôi mà còn ông Bảo Đại đó, cái người đứng đầu tiên đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Thinh. Còn đây là Thánh thất Sài Gòn. Thánh thất Sài Gòn này hồi đó nó là một cái căn biệt thự cổ của Pháp, bên đạo Cao Đài mới mua lại để làm cái nơi mà để cho các giáo chức ở Tây Ninh xuống Sài Gòn làm việc thì ở lại đó. Rau má bà già, mai mốt bà Michael sẽ mở rau má ông già. Bên tay trái này hồi xưa đó là lò gạch Đề Tân, đó là nhà thương Sùng Chính nè. Nhà thương Sùng Chính này được xây dựng vào đầu thập niên 70. Rồi cái đây là khách sạn Victory này của ông Nguyễn Tấn Đời, ông cho quân đội Mỹ thuê luôn. Rồi bên tay phải ba Michael đây có cái đình Tân Kiển nè, đó cái danh từ chợ quán nó xuất phát từ đây nè bà con, từ cái đình Tân Kiển này nè. Hồi xưa cái đình Tân Kiển này xung quanh nó có rất nhiều hàng quán, thành thử ra người ta mới gọi là chợ quán. Xung quanh cái đình nó bắt đầu ta buôn bán, ta họp chợ bà con, rồi mở ra mấy cái hàng quán nhỏ nhỏ, cho nên mới có từ chợ quán là vậy đó. Rồi ngay trong cái đình Tân Kiển nó có một cái rạp tên gọi là rạp Tân Kiển. Còn nhìn thẳng qua đây nè, bà con bác còn nhớ không, nơi đây hồi xưa là có cái nhà hàng Cối Xay Gió Đỏ nè. Nhà hàng Cối Xay Gió Đỏ ở đây nè, góc đường mình Nguyễn Đạt nè. Hồi đó đi ngang qua là thấy nguyên cái Cối Xay Gió màu đỏ. Đây là con đường Quỳnh Vũng Đàn. Rồi đây là hồi xưa đây là rạp, này là rạp Oscar nè bà con. Bây giờ nó là cà phê Cát Tường. Rồi con đường bên tay trái là đường Nhiêu Tâm. Bà con cô bác có thấy cái từ cái bảng kim đồng này không? Cái bảng kim đồng này hồi xưa đó là trường tiểu học Chợ Quán bà con. Trường này nổi tiếng lắm nha bà con. Vào những cái ngày đầu tuần hay là những cái dịp lễ lớn á, là có ông đô trưởng đô thành Sài Gòn á, ông Đỗ Kiến Diễu là ông tới ông tham dự đó bà con, trong những cái buổi làm lễ. Là cái trường tiểu học Chợ Quán đó nổi tiếng lắm nha bà con, và dữ dằn lắm á. Còn đây là rạp Đống Đa nè. Rạp Đống Đa này hồi xưa là rạp Ba Lót. Bên kia đó là Hotel Hạnh Lâm.
Tây, Gia Liễu, Trần Thịnh. Bò 7 món, ao 3 gô lắc. Rồi đây là hotel Đồng Khánh nè. Khách sạn Đồng Khánh. Con đường này là hồi xưa trước năm 75 đó, nó mang tên là đường Đồng Khánh. Bên cái điểm tú tắc này nè. À sao cũng được nè. Đó là hồi xưa đó là trường sinh ngữ quân đội Đồng Khánh. À cái điểm tú tắc đó giờ ăn là giờ mắc tiền lắm nha bà con. Không phải ai cũng ăn được đâu nha bà con. Tiệm đó cũng phải là dành cho, phải gọi là dân có tiền mới vô ăn. Rồi, đi tới đây rồi. Tới đây người ta gọi đó là khu đại thế giới. Đây là rạp Hào Quê nè, bây giờ là nhà hát Nhân Dân. Tiệm dịch quay Quốc Ký, Trần Quang Ký. À, bên đây là cái cổng chính của Đại Thế Giới năm xưa nè. Hồi đó bà con bác còn nhớ không, đây là có cái building nè, của quân đội Mỹ đóng ở đây nè. Kế bên building đó là cái phòng chờ, cái rạp chiếu phim Đi Đô nè. Đường Trần Xuân Hòa này hồi xưa là đường Châu Văn Tiếp nè. Ba mẹ cậu đố bà con cô bác biết ông Châu Văn Tiếp này là thuộc thời nào rồi bà con? Tại sao mà thời Việt Nam Cộng Hòa lại có một cái tên đường là Châu Văn Tiếp? Tới đây nè, bên tay trái ba mẹ cậu đây là rạp Lễ Thanh nè bà con. À, rạp Lễ Thanh đối diện qua vậy là rạp Tân Việt. À, đây bên tay phải ba mẹ cậu đây là rạp Tân Việt đối diện qua luôn. Rồi có hotel Bắc Đạt nè, bên kia là Sen Sen khách sạn Thiên Hồng. Hồi xưa cái Ascension này nổi tiếng lắm bà con. Có mấy cái minh tinh màn bạc mà ở bên Hồng Kông đó là hồi xưa trước năm 75 là qua đây biểu diễn nha bà con. Hồi xưa Việt Nam mình là coi như là ngang ngửa với Hồng Kông luôn đó nha bà con. À. Sài Gòn là hồi xưa là Hồng Ngọc Biển Đông mà, cho nên là cái vấn đề mà mấy cái này là hồi xưa là Hồng Kông là mấy cái minh tinh là thường hay qua Việt Nam này biểu diễn nè. Còn thời đó thì Singapore, Thái Lan là không là cái đinh gì đối với Việt Nam á. Hồi đó Singapore, Thái Lan là không có vé. Đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa hồi đó để ba mẹ còn nhớ coi nó có bao nhiêu loại nè. Tiền giấy á, không biết bà con cô bác còn nhớ không ha, để ba mẹ còn nhớ với bà con cô bác ha. Tiền giấy Việt Nam Cộng Hòa thời đó thì nó, mình tính tiền giấy đi. Thấp nhất á, cái đồng tiền giấy đó là tiền 5 đồng. Đúng không ta? 5 đồng. Rồi 10 đồng. Phải không ta? Đâu phải. Rồi 572. 5 đồng hình như là thời đó, thời của ông Bảo Đại, thời của ông Diệm rồi. Hình như sau này hình như là 50 chứ hả? 50. 10 đồng nè, có nè. 50 có nè, ba mẹ còn nhớ nè, có nè. Rồi 20 đồng có nè. 50 đồng nè, 100 đồng có nè. 200 đồng có nè. 500 đồng có nè. Tờ 1000 có nè. Hình như là vào cái thời điểm đó là tờ mệnh giá lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa á, là lúc đó là tờ mệnh giá 1000 nha bà con. Ba mẹ còn nhớ là như vậy, nó tăng giá gấp 10 lần so với hồi trước đó. Hồi trước đó là nó chỉ có 5 đồng
5 đồng nè, 10 đồng nè, 20 đồng nè, 50 đồng nè và 100 đồng. Nó 5 cái loại tiền giấy. Rồi sau này đến thời điểm sau này gần đến năm 75 thì như là nó phong trào nó cũng bị lạm phát nhiều ngày sau á, cái đồng tiền nó bị tăng giá, mệnh giá, thì lúc đó nó có tờ 50, 100, 200, 500 và 1.000. Ba mày còn nhớ là như vậy. Hồi đó mà còn xài, ba mày còn nhớ là hồi xưa mà tính bằng hào đó kìa. 10 hào là gồm 1 đồng. Đó. Hồi đó tính bằng 1 đồng hào, xu, xu hào. Rồi, qua đây. Đường này là cái cầu Trà Và. Không biết ba mày còn nhớ đúng không bà con? Bà con của bác nào cũng thấy... bà con bắt comment nói chuyện với ba mẹ cô cho vui. Bàn về cái mệnh giá của thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đó bà con. Rồi đây là cầu này là cầu Trà Và nè. Ở đó đây là có 2 cái cổng nha bà con. Cái cầu này nó độc đáo lắm. Ở Sài Gòn này không ai có cái 2 cái cầu giống như trang vậy đâu. Nó có 2 cái cổng giống như đi vô cái cổng vậy đó. Rồi bên tay phải này là bến xe nè, bến xe này người ta gọi là bến xe Tùng Thiện Vương nha bà con. Đây là bến xe nè, bến xe Tùng Thiện Vương. Rồi bên tay trái này là có trường nè, trường Lý Thái Tổ. Rồi đây là có rạp phim Lâm. Đây là có bến xe Tùng Thiện Vương. Con đường này là đường Cao Xuân Dục nè. Con đường Cao Xuân Dục này hồi xưa đó là đường Trần Duột nha bà con. Có đường Vĩnh Hội nè, đường Linh Hòa nè. Đó, con đường này hồi xưa là đường Cần Duộc rồi đó. Rồi qua bên kia là trường tiểu học Sớm Tuổi. Hồi xưa đó là hồi xưa nha, chứ bây giờ không phải trường tiểu học Sớm Tuổi đâu, bây giờ nó là phòng khám đa khoa Sớm Tuổi. Nơi đây hồi xưa là có 3 cái tiệm nước nè, bên cái mắt kính 385 cũng là tiệm nước luôn bà con. Đó, con đường Trần Duộc nó đi về hướng bên đó. Trời ơi, jackpot lên tới 103 tỷ rồi. Trời ơi, bà con cô bác nhớ nhắc ta mày rồi đi mua vé số nha bà con, 103 tỷ rồi. Trời ơi, ở ba mày rồi trúng 103 tỷ sao bà con. Ôi, nhiều tiền quá, không biết làm gì cho hết. Thôi, khỏi mua, khỏi trúng. Người ta thường nói á, cầm số tiền mà lớn quá là nó sanh ra nhiều cái... nó thường hay nó gọi là sanh ra nhiều việc nông nổi lắm. Thôi, sống cái cuộc sống nó bình thường thôi, như bao nhiêu người khác, bình bình thôi. Cho nên tốt nhất khỏi mua. Mua nhiều người á, người ta nói á, là trúng số là hạnh phúc, nhưng mà cái gì cũng vậy á, cái hạnh phúc nó đi liền là cái họa nằm trên đầu ấy mà con. Nhà cư vi bất thiện, cầm đóng tiền đó không biết làm gì, mang cái họa vô mình. Thôi, có nhiều xài nhiều đi. Giống như bác Long Đào nói, ba Michael cứ đi quay YouTube, lang thang đường phố nè, sống qua ngày. Câu vậy mà nó có nhiều niềm vui lắm á. Hàng ngày rong ruổi kể chuyện với bà con cô bác. Cầm bà con cô bác thử tưởng tượng đi, ba Michael mà cầm 103 tỷ trong tay rồi thì bà con cô bác có nghĩ là 12 giờ mấy 1 giờ trưa này mà ba Michael đi ra ngoài đường này để chở bà con cô bác đi dạo không? Điều đó chắc chắn là sẽ không có rồi nha. Xin cam đoan với bà con cô bác luôn á, điều đó chắc chắn một điều là sẽ không có cái chuyện mà ba Michael chở bà con cô bác đi dạo buổi trưa nắng chang chang này đâu. Nắng cháy da đen da tay luôn nè bà con cô bác thấy không?
bên tay phải này là cái chợ Lò Than nè bà con. Đó, tới Lò Than là bắt đầu 30 cầu thang cho bà con bắt xem. 30 cầu thang đến khi nào mà cái kênh 30 cầu mà nó lên cả mấy chục ngàn view á, 30 cầu mới hết than. Cái view mà nó ít quá, 30 cầu không có cảm hứng để làm video là 30 cầu than dữ lắm. Than khi nào mà nó lên mấy chục ngàn view là đủ sở hụi rồi. Đủ tiền để 30 cầu đổ tiền xăng rồi, 30 cầu mới hết than. Mà lúc đó khi mà 30 cầu đủ tiền sở hội mà cái kênh của 30 cầu mà lên được mấy chục ngàn view rồi, xin thưa bà con bác, 30 cầu lại bị thêm một cái bệnh nữa. Lúc đó bà con của bác sẽ không có thấy 30 cầu than đâu, mà bà con của bác sẽ thấy 30 cầu có một cái bệnh đó gọi là bệnh chảnh. Ít view, không có ai coi, không có tiền thì bắt đầu nó than còn hơn là than mỏ than Quảng Ninh nữa. Nó than mà nghe lên phát sợ luôn. Nhưng mà khi mà cái kênh nó mà có nhiều view rồi á, đó, thì thay vì người ta đi nó lên nhiều view rồi gán mà giữ đó, để giữ rồi duy trì để nó lên nữa, không, bắt đầu nó phá bắt đầu nó lên mặt, bắt đầu nó chảnh chẹ, nó xí sọn đó, làm cho chúng ta ghét, ngộ lắm. Lúc mà kênh nó yếu nó làm cho người ta thương nó lắm. Bắt đầu kênh mà nó lên mặt được một chút xíu rồi bắt đầu cái lên mặt, cái bắt đầu nó lên mặt, nó chảnh chẹ, nó làm cho người ta ghét nó. Đó, ghét nó người ta đâu có thèm xem nữa đâu, mà người ta đâu có thèm xem nữa, bắt đầu kênh nó xuống. Mà kênh nó xuống xong bắt đầu nó lại rên, nó than, rồi bắt đầu nó lại ngoan lại. Nó ngoan hiền dễ sợ lắm, ai nói gì nó cũng nghe, ai chửi gì nó cũng dạ. Đó, rồi bắt đầu người ta thương nó, người ta xem lại. Người ta xem lại xong bắt đầu nó được nhiều người xem, nhiều người thương, rồi bắt đầu nó lại chảnh nữa. Chảnh rồi lên mặt nữa. Lên mặt bắt đầu cà chớm. Cà chớm bắt đầu khiến chúng chửi. Hồi xưa chúng chửi nó dạ, rồi giờ chúng chửi nó chửi lại. Đó, rồi bắt đầu người ta ghét, ghét không thèm xem. Trời ơi, cả một cuộc đời bà con quá thấy không? Không biết cái kênh YouTube khác như thế nào mà cuộc đời của ba mấy còn làm YouTube là nó cứ vậy rồi không? Mấy năm trời. Năm nào cũng phải bị mấy lần như vậy á. Cứ thương rồi ghét. Ôi chết cha, chết mẹ rồi, nằm luôn rồi. Ôi cha ơi, nguy hiểm quá, té xe hay sao, nằm luôn rồi trời. Đó, bà con quá không? Cuộc sống mà. Đó, cái ông đó cũng lớn tuổi quá rồi á. Mấy người lớn tuổi coi vậy chứ nguy hiểm lắm nha bà con. Người ta nói mấy người lớn tuổi là giống như ngọn đèn leo lét trước gió vậy đó. Thôi không nói nữa. Thôi ba mấy người xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.